Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của Lệ Minh nhà từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Các bạn thấy bữa nay là bữa livestream đầu tiên của mình ở trên miền đất nước quê hương Việt Nam á. Đó, mình đi ăn hủ tiếu dưới hè. Tại vì hủ tiếu bà kè. Hủ tiếu bà kè đây. Anh chị các bạn thấy cuộc sống mưu sinh của người dân Việt Nam mình. Hủ tiếu bà kè. Họ mưu sinh rất là giản dị. Bán vậy đủ sống chị. Dạ qua ngày anh ơi. Dạ. Ta bán nhờ mà. Dạ. Một ngày dưới 10 triệu. Các bạn thấy cuộc sống rất là bình dân. Tiền đô bữa nay là 25.000 rồi nghe quý vị. Cứ tô hủ tiếu vậy đó rất là đơn giản. Đâu có chết đói đâu, đâu phải đi ra ngoài đường mà gọi là sống vô gia cư đâu. Các bạn thấy không? Bên đây ở Việt Nam người dân họ tự đứng trên đôi chân của họ các bạn, chứ không phải giống như bên Mỹ các bạn thấy không, con người ta họ sống phải bị lệ thuộc vào trong cái phúc lợi xã hội, họ lệ thuộc vào mọi thứ cái cuộc sống mưu sinh. Còn ở quê nhà thì người dân Việt Nam của mình người ta tự đứng trên đôi chân của họ, dù có nghèo khổ thế nào nữa họ cũng tìm đủ mọi cách để đặng mà đứng lên. Ở quê nhà nó như vậy, họ làm ngày vài trăm ngàn, các bạn thấy ăn uống tô hủ tiếu bình dân giản dị vậy thôi. Có những người họ có những cái mưu cầu hạnh phúc của họ thì họ đi ra nước ngoài, chứ không phải giống như cái thằng Trần Đô mà tôi thấy đó, mà mỗi lần mình chia sẻ thì mình like là bắt đầu nó vô Mỹ này Mỹ nọ, trong khi đó làm tài xế sống ngồi đó mơ qua bên Mỹ, ngồi đó mơ tưởng tượng coi rằng mau đi qua nước ngoài được đổi đời đâu, không thấy qua xứ người ta làm nô lệ chết mẹ, cứ ngồi đó cứ tưởng tượng thời buổi giờ đâu vậy, mình phải phấn đấu làm ăn mưu sinh. Thấy hai vợ chồng ta không bán buôn, sáng mấy giờ bắt đầu bán anh? 6 giờ. Bây giờ bán tới giờ này mấy giờ này mấy giờ anh? Giờ này 9 giờ mấy. Các bạn hết thấy rồi. Đó. 8:30. 9 giờ là hết à. Bán 9 giờ người ta bán hết, 6 giờ bán đó là người ta sống được rồi. Một ngày kiếm tiền lãi được dưới 1 triệu. Đó các bạn. Dưới 1 triệu. Các bạn thấy không? Cuộc sống mưu sinh người ta rất là đơn giản. Đây là tô hủ tiếu đây các bạn. Đấy. Đấy, tô hủ tiếu đó. Đơn giản và giản dị. Vừa ghé vừa bổ. Mọi thành phần tầng lớp lao động phổ thông ai cũng có thể vô ăn được hết. Cuộc sống mưu sinh các bạn thấy. Anh chị được mấy cháu hả? Có 2 cháu, 2 đứa con gái. Vậy hả? Một đứa lấy chồng Việt Kiều, còn đứa ở đây lấy chồng Việt Nam. Đi hả? Dạ. Ồ, vậy cũng tốt rồi. Một tháng nó gửi cho 2.000, ý quên chứ 200. Vui anh, vui ha. Vui trời. Các bạn thấy không? Tháng 200 là đủ rồi. Cuộc sống 200 cũng 5 triệu rồi. Những người dân lao động người ta rất là giản dị, bình dân. Thôi mình ăn tô hủ tiếu đây. Xin chào quý vị nha. Bye bye.